Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với bài luyện tập số 4, bài tập để giúp bàn tay và ngón tay di chuyển được nhanh hơn. Thì mình cùng nhau luyện tập thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đánh các tay lần lượt là 1, 3, 2, 4. Để mình đánh lại này. 1, 3, 2, 4. Xong rồi sau này cứ đánh lên dần dần là được thôi nè. Đến cái đoạn này thì chắc là mình chỉ đánh đến ngăn thứ 12 thôi. Tại vì đánh cao hơn xong rồi kiểu âm nó không phát ra được ấy, nó cứ bị tịt ấy. Tiếp theo đấy thì mình sẽ đánh lùi về luôn trên cái dây này luôn. Đánh đi theo thứ tự ngược lại là 4, 2, 3, 1. Nó cứ bị tịt hoài ấy, thế là mình không thèm đánh ở phía dưới nữa. Mình đánh tầm năm thứ 11 hay thứ 10 gì đấy đổ lại thôi. Cho nó đơn giản hơn một kẹo này. Xong rồi từ đoạn này trở đi thì mình sẽ để viết ở tốc độ nhân 1,5 ấy. Tại vì nó có 6 giây lận mà, xong rồi mình cứ đi lên xong rồi mình đi về thì tốn thời gian kinh khủng luôn ấy. Cho nên là các bạn cứ đánh cứ luyện tập như bình thường là được nhé. Ở bài tập tiếp theo thì mình vẫn đánh theo cái thứ tự là 1, 3, 2, 4 ý. Nhưng mà không phải là đánh ở một dây nữa mà là mình sẽ đánh từ dây số 6 sang dây 5 rồi đến dây 4, dây 3, dây 2, dây 1. Đánh xuôi xong rồi là mình sẽ đánh ngược lên lại. Nói chung là mình cứ đánh kiểu nào cũng được, miễn sao để cho tay mình nó quen là ok mà. Bài tiếp theo sẽ là đánh 2 dây, dây 1 và dây 4. Mọi người để ý cái ngón út của mình nhé, nó lại bị sida nữa rồi. Nó cứ như thế này này. Bực mình ghê luôn chưa? Luyện
luyện tập mãi chán rồi ý. Thế là mình sẽ chuyển qua đánh luôn bài hát nhá. Trong tab hướng dẫn chỉ có một câu ngắn thế thôi. Thế là mình tự ngồi mò thêm mấy câu sau như thế này này. Và tiếp sau đây sẽ là Cô bé mùa đông. Lúc đầu ấy mình đánh nó không có quen ấy, nhưng bây giờ ngón tay của mình ít ra nó cũng đã có một chút gì đấy gọi là tiến bộ hơn nhiều rồi, nên mình cảm thấy rất là vui. Vậy nên là mọi người nếu mà tập ban đầu thấy khó quá thì đừng có nản nhé, cứ từ từ từng bước một. Cố lên. Bye bye.